Thưa quý vị, thưa các bạn, với mức tăng trưởng hai con số mỗi năm, ngành công nghiệp bao bì, in ấn và quảng cáo Việt Nam được đánh giá khá hấp dẫn. Cơ hội phát triển ngành này còn rất lớn, có sức hút mạnh đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh và cạnh tranh của các tập đoàn nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong ngành này cũng phải chịu nhiều áp lực, đòi hỏi cần phải đầu tư chất xám vào lĩnh vực quảng cáo, cải tiến chất lượng bao bì, đóng gói in ấn, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, liên doanh, liên kết để tăng sức cạnh tranh. Theo thống kê, hiện nay tại Việt Nam có khoảng hơn 3.000 công ty in, sản xuất bao bì, tạo ra rất nhiều bước đột phá cho các thương hiệu và cơ hội việc làm cho rất nhiều lao động. Ngành công nghiệp đóng gói thực phẩm chế biến sẵn dự kiến tăng trưởng khoảng trên 30% năm 2020, dẫn đến nhu cầu về máy móc và vật liệu in ấn, đóng gói cũng sẽ gia tăng 25%. Đối với lĩnh vực quảng cáo hiện nay, cả nước có khoảng 6.000 doanh nghiệp với nhiều phương thức đa dạng. Theo dự báo, doanh thu ngành công nghệ quảng cáo của Việt Nam năm 2020 sẽ đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ, năm 2030 đạt 3,2 tỷ đô la Mỹ. Những con số trên cho thấy ngành quảng cáo in ấn và bao bì ngày càng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, khi Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới, đã là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp quảng cáo, in ấn và bao bì nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh. Chúng ta phải biết rằng là cái tốc độ phát triển trong lĩnh vực quảng cáo, đặc biệt là vấn đề in ấn và bao bì của Việt Nam phát triển tốc độ tương đối nhanh so với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Bởi vì Việt Nam là có cái chính sách mở cửa thị trường và tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp đều phát triển. Nhưng mà vừa xong thì do cái dịch Covid, 75% các doanh nghiệp là bị thiệt hại rất là nặng nề về tài chính và có một số khoảng 10 đến 15% phải đóng cửa. Vì vậy chúng tôi luôn luôn động viên anh em của chúng ta lại cũng cố gắng để chờ thời. Chúng ta cố gắng tự hoàn thiện bản thân, tăng cường thêm các cái công nghệ mới và tập đặc biệt là áp dụng cái công nghệ 4.0 vào trong lĩnh vực quản lý cũng như vấn đề tổ chức sản xuất, và đặc biệt nữa là tìm nguồn vốn đầu tư cho những các cái công ty vừa và nhỏ để tạo điều kiện cho phát triển. Nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành đẩy mạnh giao thương, vượt qua khó khăn, được sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, triển lãm chuyên ngành thiết bị công nghệ quảng cáo và in ấn bao bì năm 2020, Việt Ad và VPSE 2020 đã được tổ chức thành công. Theo ban tổ chức, qua hơn 11 năm triển khai, triển lãm thiết bị công nghệ quảng cáo Việt Ad và 4 năm triển lãm in ấn bao bì VPSE đã trở thành sự kiện xúc tiến thương mại chuyên ngành lớn nhất Việt Nam, được Hiệp hội Triển lãm Toàn cầu công nhận đạt chuẩn quốc tế. Đây là nơi các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu, trình diễn các thiết bị máy móc công nghệ hiện đại, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, chuyển giao công nghệ, phát triển kinh doanh. Triển lãm năm nay với trên 200 gian hàng của 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự, trên 10.000 lượt khách tham quan, đã chứng tỏ sự cần thiết của ngành hàng này đối với các doanh nghiệp trong việc phát triển thương hiệu, thu hút nguồn lực đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Tạo được một cái sân chơi, một cái triển lãm như thế này để chúng tôi được tiếp cận với nhiều hơn với khách hàng. Và thông qua đây thì mình nghĩ là những cái tổ chức sự kiện này nên duy trì càng nhiều càng tốt. Chúng tôi đang cố gắng từng ngày chúng tôi thay đổi và nhập những cái thiết bị mới. Còn về quy mô về nhà xưởng, chúng tôi đang cố gắng đang set up một cái nhà máy. Thì để mà hoạt động được tốt thì chúng tôi cũng tham gia thường xuyên những cái tổ chức như thế này. Và nhất là chương trình Việt, cái triển lãm Việt của chuyên về ngành quảng cáo chúng tôi. Để chúng tôi đưa được những cái sản phẩm, những đứa con tinh thần của chúng tôi đến với tay người tiêu dùng. Rất nhiều năm nay chúng tôi vẫn thường xuyên tham gia những cái mảng xúc tiến quảng cáo về triển lãm của Việt Ad. Thì qua đây chúng tôi đã biết được nhiều hơn khách hàng, có nhiều đơn khách hàng mới và có những cái đơn hàng lớn ở những cho cả một năm về sau chứ không riêng vào một ngày hôm nay, nên là chúng tôi là năm nào chúng tôi cũng thành công rất là tốt. Qua nhiều năm kinh nghiệm thì chúng tôi đã tìm ra những cái sản phẩm, quan trọng nhất là phải tìm ra được những cái sản phẩm, những cái mẫu hàng làm sao thứ nhất là chất lượng, thứ hai là phải cạnh tranh, thứ ba là công nghệ, mọi thứ phải đáp ứng được đầy đủ các yếu tố, như vậy thì mới có thể cạnh tranh được bằng cái thị trường ở thời gian bây giờ. Rất là khó khăn, không rất là khốc liệt, nên là bao giờ cũng có những yếu tố điểm mạnh như thế thì chúng tôi sẽ có tự tin rằng là chúng tôi sẽ thành công trên thị trường. Theo các chuyên gia,
chi phí quảng cáo, bao bì và in ấn có thể lên đến 30% hoặc lớn hơn 30% tổng giá trị của sản phẩm. Nhưng người tiêu dùng vẫn vui lòng chấp nhận. Đây cũng là lý do mà nhiều năm nay tốc độ tăng trưởng của ngành này ở Việt Nam luôn ở mức hai con số. Do đó, để phát triển và đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng, công nghệ quảng cáo và sản phẩm in ấn bao bì cần phải được thiết kế hấp dẫn, nổi bật chất lượng của sản phẩm bên trong, phân biệt dễ dàng sản phẩm của nhà sản xuất này với nhà sản xuất khác. Thông tin phải đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng cũng như nhà sản xuất. Ngành công nghiệp quảng cáo, bao bì và in ấn Việt Nam hiện nay không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài mà sẽ phải đối đầu với những thách thức lớn về công nghệ, khuynh hướng sáng tạo trong ý tưởng quảng cáo, bao bì phải mỏng, nhẹ, an toàn hơn cho môi trường. Những điều kiện trên đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng, sự cố gắng của doanh nghiệp và sự hỗ trợ của các hiệp hội liên quan trong bước phát triển chung của ngành. Cũng như các ngành khác là cái vai trò của cái việc xúc tiến thương mại cũng rất là quan trọng. Thông qua những cái hoạt động xúc tiến thương mại thì các cái doanh nghiệp trong ngành chúng ta có cái điều kiện để chúng ta giao lưu, trao đổi, giao thương với nhau, là cũng là một cái kênh để mà thúc đẩy ngành phát triển. Hiệp hội là sẽ có những cái kết nối chung, cũng như là có những cái kiến nghị về mặt chính sách để cho tháo gỡ chung cho ngành. Còn về mặt kinh doanh thì các doanh nghiệp chúng ta cũng phải tự lực là chính. Không phải bây giờ chúng ta mới nói là đời 4.0, mà là cái việc mà công nghệ là nó là một cái lợi thế cạnh tranh từ lâu, và cho nên là tôi khuyên là các doanh nghiệp nên chú trọng nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn tới cái mặt đổi mới công nghệ cũng như là đổi mới thiết bị. Hy vọng với việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tăng cường hoạt động liên kết doanh nghiệp trong và ngoài nước kịp thời và hiệu quả, cùng với sự quan tâm đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước, ngành công nghệ quảng cáo, in ấn và bao bì Việt Nam sẽ có bước phát triển rộng hơn nữa trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.